các cặp sao đến xem phim Tết của Trấn Thành. Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu, Khánh Thi, Phan Hiển và nhiều cặp vợ chồng, tình nhân đến chúc mừng Trấn Thành ra mắt phim Nhà Bà Nữ tối ngày 11 tháng 1. Vợ chồng nhạc sĩ Khắc Triệu, danh ca Cẩm Vân cùng con gái Xết Trương đến xem phim mới của Trấn Thành. Nhà Bà Nữ là phim chiếu rạp thứ hai Trấn Thành làm biên kịch, đạo diễn kiêm sản xuất. Anh còn đóng một vai trong phim. Nội dung phim xoay quanh các vấn đề của gia đình ba thế hệ toàn phụ nữ, đồng thời đề cập tình yêu, hôn nhân. Trấn Thành lấy cảm hứng từ chuyện gia đình của một ngôi sao showbiz Việt và từ những câu chuyện anh chứng kiến trong đời thực. Lệ Quyên sánh đôi bạn trai Lâm Bảo Châu đến sự kiện. Cùng tối, cô còn có mặt ở lễ trao giải ngôi sao của năm trong vai trò thành viên hội đồng chuyên môn. Từ trái qua, Lâm Bảo Châu, Trấn Thành, Lệ Quyên, Lê Giang, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm. Nghệ sĩ Lê Giang cho biết chị mất ngủ từ tối hôm trước vì háo hức ngày ra mắt vai chính của mình. Mẹ và các con chị cũng mong ngóng bộ phim thay chị. Diễn viên Khả Như nói cảm xúc của cô nôn nóng như sắp lên xe hoa về nhà chồng. Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiện mặc đồ da đồng điệu đến xem phim. Tháng trước, Trấn Thành là MC dẫn dắt tiệc cưới của cặp sao. MC Lưu Hà Trinh mặc váy khéo che bụng bầu, đi sự kiện cùng ông xã. Vợ chồng doanh nhân Minh Nhựa chúc mừng Trấn Thành. Nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương. Trịnh Thăng Bình là một người bạn thân của vợ chồng Trấn Thành, Harry Quân. Vợ chồng To Sen, Ngọc Mai, hoàng tử xiếc, Quốc Nghiệp,